Chào mừng các em đã quay trở lại với cái video tiếp theo. Và trong video này thì chúng ta sẽ giải cái bài tập số 2 trang 170, phần ôn tập các số đến 100.000 tiếp theo. Và đề bài số 2 này yêu cầu chúng ta như sau. Đó là tìm số lớn nhất trong các số sau. Câu A cho chúng ta 4 số và yêu cầu chúng ta tìm cái số lớn nhất. Và để làm được bài tập này thì chúng ta cần phải tiến hành so sánh để tìm ra được cái số lớn nhất. Các em để ý là trong câu A thì chúng ta có 4 số và trong 4 số này thì có đặc điểm chung là nó đều là các số có 5 chữ số. Đây các em đếm này. Đối với số 41.590 có 1 2, 3, 4, 5 chữ số. Tương tự như vậy, đối với các số còn lại cũng có 5 chữ số. Vậy thì để biết được số nào là số lớn nhất thì chúng ta cần phải tiến hành so sánh. Và theo như cách chúng ta so sánh thì chúng ta với các số như thế này chúng ta sẽ so sánh từ các chữ số từ trái sang phải và từ đó chúng ta sẽ tìm ra được cái số lớn nhất. Chữ số ở hàng chục nghìn đầu tiên thì là chữ số 4 thì các em thấy là trong 4 số này thì đều bằng nhau. Này, số 4 thì đây cũng số 4, số 4 và số 4. Đến cái chữ số hàng nghìn thì ở số đầu tiên này chúng ta có là số 1. Số thứ hai này cũng là số 1. Số thứ ba này là số 2. Đây, các em thấy đây là số 2. Là số 2. Và số thứ tư này cũng chỉ là số 1. Như vậy đến đây chúng ta nhìn và thấy ngay được là số 42.360 là số lớn nhất trong 4 số này. Bởi vì cái chữ số hàng chục nghìn ấy thì nó bằng nhau rồi, nhưng mà chữ số hàng nghìn ấy thì trong cái số thứ ba này có chữ số hàng nghìn là chữ số 2 lớn hơn các cái chữ số hàng nghìn của các cái số còn lại đều là chữ số 1. Vậy bài câu số 2 này thì ở câu A là số lớn nhất trong trong các cái số đã cho là 42.360. Các em cũng có thể trả lời ngắn gọn là gọn hơn, đó là câu A. Đáp án là 42.360. Nhưng để đầy đủ thì chúng ta sẽ ghi cả một cái câu như thế này. Là sang câu B. Câu B. Câu B thì chúng ta lại quan sát chúng ta thấy là bốn số này thì cũng đều là các số mà có 5 chữ số. Và có một điều đặc biệt là các cái số ở hàng chục nghìn và hàng nghìn ấy thì đều bằng nhau này, đều là 27 này. Và chúng ta sẽ so sánh đến cái số hàng trăm thì chúng ta sẽ có là số đầu tiên là 8, số thứ hai là 9 và số thứ ba là 8, số thứ tư là 9. Vậy thì chữ số hàng trăm của số thứ hai là số này này. Và số này là 9, còn hai số còn lại là 8. Do đó hai số này sẽ lớn hơn hai số còn lại. Vậy bây giờ việc của chúng ta chỉ cần so sánh tiếp hai số này nữa thôi. Rồi, chữ số hàng chục của cái số này 27.989, chữ số hàng chục là số 8. Trong khi chữ số hàng chục của số 27.998 là số 9. Và số do đó chúng ta thấy là số 9 này thì lớn hơn số 8 ở bên này. Nên chữ số lớn nhất trong câu B này là 27.998. Đây là cái chữ số lớn nhất nên ta ghi. Số lớn nhất trong các số đã cho là
27.998. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 2 trang 170 của sách giáo khoa. Các em có câu hỏi gì thì hãy comment ở dưới cái video này. Hẹn gặp lại các em ở trong cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.